chào tất cả các em. Ở buổi học hôm nay thì cô và các em chúng ta sẽ tiếp tục đi vào các bài tập ở trong trang bài tập của bài 4 là bài giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. Chúng ta sẽ bắt đầu tiếp tục với bài tập số 30. Giải các hệ phương trình sau theo hai cách. Cách thứ nhất thì em giải bình thường và cách thứ hai chúng ta đặt hàm phụ. Đúng không? Vậy chúng ta sẽ có ý A. Hệ phương trình chúng ta là 2 thừa số cho 3x trừ 2 trừ đi 4 bằng 5 thừa số cho 3y cộng 2. Nghĩa 2 là 4 thừa số cho 3x trừ 2 cộng 7 thừa số 3y cộng 2 bằng âm 2. Vậy ở đây chúng ta sẽ làm cách 1. Cách 1 thì em nhân tung ra hết ra cho cô nhá. Vậy hệ phương trình ta sẽ tương đương với này 6x này trừ đi 4 này trừ tiếp đi 4 nữa này thì bằng 15y cộng 10. Đấy, 2 x 3x bằng 6x, 2 x trừ 2 bằng trừ 4, trừ 4 hạ xuống, 3 x 5 15y, 5 x 2 bằng 10 đúng không ạ? Đây chúng ta sẽ có 12x trừ đi 8 cộng 21y cộng 14 bằng âm 2. Như vậy, hệ phương trình chúng ta sẽ tương đương với, các em chuyển phần biến sang một bên, phần số sang một bên, 6x trừ đi 15y bằng 10 cộng với 8 thì bằng 18, 12 cộng 21y đây sẽ là trừ 8 này, trừ 8 chuyển sang đây bằng 8, 8 trừ đi 2 thì bằng 6, 6 trừ đi 14 thì bằng 28. Được chưa? Em chuyển phần số ở bên, biến về một bên, trừ 2 cộng với 8 thì bằng 6, 6 trừ đi 14 thì bằng âm 8. Đến đây rồi thì chúng ta sẽ đưa hai cái này về cùng cái hệ số là 12. Như vậy phương trình thứ nhất cô sẽ nhân với 2. 12x trừ đi 30y bằng 36. 12x cộng 21y bằng âm 8. Như vậy, đến đây rồi, em lấy vế trừ đi vế, 12x trừ 12x hết này, âm 30y trừ đi 21y đúng không ạ? Như vậy, thì nó sẽ tương đương với lại là âm 51y. 36 cộng với 8 thì bằng 44. Được chưa? Cô giữ nguyên ở phương trình thứ nhất là 12x trừ đi 30y bằng 36. Từ đây cô sẽ rút ra y sẽ bằng âm 44 phần 51. Âm 44 phần 51 cô thế vào phương trình thứ hai này. 12x trừ đi 30 nhân với âm 44 phần 51 bằng 36. Như vậy ở đây các em sẽ dùng máy tính, các em chuyển vế đi. Vậy thì chúng ta sẽ có là 36 trừ của 30 nhân với trừ 44 thì bằng cộng đúng không ạ? Chuyển sang thì nó sẽ bằng âm 30 nhân với 44 phần 51. Được kết quả bằng bao nhiêu? Các em chia cho 12. Như vậy x các em thay số các em tính ra thì nó sẽ bằng 43 phần 51. Đây, y bằng âm 44 phần 51, x bằng âm 43 bằng 43 phần 51. Xuống dòng các em kết luận lại cho cô. Vậy hệ phương trình A có nghiệm duy nhất. Vậy hệ phương trình A có nghiệm duy nhất, x bằng 43 phần 51, y bằng âm 44 phần 51.
vậy chúng ta vừa hoàn thành xong cách thứ nhất. Bây giờ cách thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái phương pháp đặt ẩn phụ. Vậy bạn nào cần có thể dừng video lại một chút nhé. Dù làm theo cách nào thì chúng ta cũng phải ra kết quả giống nhau đúng không ạ? Vậy cách thứ hai, cô sẽ đặt những cái giống nhau thì cô sẽ đặt đúng không ạ? 3x trừ đi y, 3x trừ 2 bằng u, được chưa? 3y cộng 2 cô đặt bằng v. Hoặc ở trong bài thì người ta bảo là đặt ft gì đấy cũng được, tùy các em đúng không ạ? Cô đặt uv, vậy thì hệ a của chúng ta nó sẽ tương đương với 2x, 3x trừ 2 thay bằng u, 2u trừ đi 4 thì bằng 5v, 4 nhân với u, cái này bằng u đúng không ạ, cộng với 7v thì bằng trừ 2, được chưa? Như vậy thì cái này chúng ta sẽ tương đương với, em chuyển phần biến về một bên, tức là 2u này trừ đi 5v này bằng 4, và 4u cộng với 7v bằng trừ 2. Ở đây cô sẽ nhân phương trình này, cô nhân với 2 để đưa về có cái phần hệ số của u bằng nhau. Như vậy nó sẽ tương đương với lại là 2u nhân với 2 thì ta có là 4u này trừ đi 10v này bằng 8 này, và 4u này cộng với 7v này bằng trừ 2. Đến đây các em lấy vế trừ vế, 4u trừ 4u hết, 10v trừ đi 7v thì bằng trừ 17v. Trừ đi trừ 2 tức là bằng 8 cộng 2 bằng 10, được chưa? Cô giữ nguyên phương trình thứ nhất là 4u trừ đi 10v vẫn bằng 8, đúng nào? Vậy cái hệ này của chúng ta nó sẽ tương đương với v bằng 10 âm 10 phần 17, v bằng âm 10 phần 17. Chúng ta có là 4u nhân với 4u trừ đi 10 nhân với âm 10 phần 17 thì bằng 8. V này bằng âm 10 phần 17, đúng chưa nào? 4u này trừ đi 10 nhân âm 10 phần 17 bằng 8. Được chưa? Thế thì đến đây các em sẽ tính ra, em sẽ lấy 8 trừ đi 10 tức là 100 phần 17. Rồi các em chia 4 ra. Như vậy là chúng ta sẽ, sau khi em máy tính các em tính thì em sẽ suy ra u sẽ bằng 9 phần 17 là cô. Tương đương với v thì bằng âm 10 phần 17. Còn u thì bằng 9 phần 17. Sau khi tìm được UV rồi, chúng ta sẽ thay vào cái này để chúng ta tìm ra XY. Vậy bây giờ, bạn nào cần có thể dừng video lại một chút nhé. Cô sẽ xóa bảng đi để cô làm tiếp. Đây, cô sẽ xóa phần bảng này đi. Như vậy, thì ta sẽ có là V u bằng 9 phần 17,
Câu hỏi 3x trừ đi 2 bằng 9/17. D là 3y cộng với 2 thì bằng -10/17. Như vậy các em thay số vào, các em tính lấy 9/17, các em cộng 2 rồi chia kết quả cho 3. Như vậy thì chúng ta sẽ có là x của chúng ta sẽ bằng 43/51, giống như kết quả lúc nãy chúng ta đã tính, đúng không nào? X bằng 43/51. Y em sẽ lấy -10/17, kem trừ 2 được kết quả bao nhiêu, kem chia 3 ra nó sẽ bằng -44/51. Đấy, giống với kết quả chúng ta đã làm ở cách thứ nhất, đúng không ạ? Em kết luận lại, vậy hệ phương trình A có nghiệm duy nhất x bằng 43/51, y bằng -44/51. Vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong được ý A. Tiếp theo cô và các em sẽ sang ý B. Cô sẽ xóa bảng đi để chúng ta sang ý B nhé. Có hệ phương trình 3 thừa số x cộng y cộng 5 nhân với x trừ y bằng 12 trừ 5 x cộng y cộng 2 x trừ y bằng 11. Bây giờ chúng ta sẽ làm theo cách thứ nhất là các em nhân ra. Vậy ta có cách 1 như sau. Em nhân ra 3x này cộng với 3y này cộng 5x này trừ đi 5y này bằng 12. Cái này là trừ 5x trừ đi 5y cộng với 2x trừ đi 2y bằng 11. Được chưa? Thì chúng ta sẽ tương đương với 3x cộng với 5x thì là 8x. 3y trừ đi 5y trừ 2y bằng 12. Trừ 5x cộng với 2x thì bằng trừ 3x. Trừ 5y trừ 2y bằng trừ 7y. Đến đây rồi, cô sẽ đưa về là hệ số của x là đối nhau. Như vậy cái này cô sẽ nhân 3. Còn phía dưới này cô nhân 8 lên, đúng không nào? Như vậy hệ phương trình của chúng ta sẽ tương đương với 24x trừ đi 6y bằng 36 -24x trừ đi 56y bằng 88. Em lấy vế cộng vế, hai cái này cộng với nhau thì nó mất x đi. Trừ 6 trừ tiếp đi 56 thì bằng trừ 62y. Hai cái này cộng với nhau thì bằng 124. Được chưa? Cô giữ nguyên phương trình 1 là 24x trừ đi 6y bằng 36. Đến đây rồi, kem sẽ tương đương với y sẽ bằng 124 chia -62. Như vậy y bằng -2. Y bằng -2 các em thay vào đây. 24x trừ 6 nhân với -2 bằng 36. -6 nhân với -2 thì bằng -12. 36 trừ đi 12 thì bằng 24. 24 chia 24 như vậy x bằng 1. Đấy, các em thay vào tính thì chúng ta có y bằng trừ 2, x bằng 1. Kết luận lại,
Vậy nghiệm có hệ duy nhất là x bằng 1 y bằng trừ 2. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được cách thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ làm theo cách thứ hai bằng cách là đặt ẩn phụ, đúng không nào? Vậy bây giờ cô xóa bảng đi để cô sang cách thứ hai nhé. Ta có cách 2. Cách 2 đặt ẩn phụ thì cái gì giống nhau các em đặt? Vậy các em đặt x cộng y bằng s, đúng không ạ? X trừ y bằng t, cô đặt theo đề bài đấy. Thì ta có như sau. Hệ B của ta sẽ tương đương với 3s cộng với 5t bằng 12 trừ đi 5s cộng với 2t bằng 11. Cô đưa về cái hệ số đối nhau, đúng không ạ? Vậy thì cái này cô nhân với 5, cái này cô nhân 3 để cô có hệ số s đối nhau. Như vậy hệ phương trình ta sẽ tương đương với 15s cộng 25t bằng 60 trừ 15s cộng 6t bằng 33. Đúng chưa nào? Vậy cái này nó phải tương đương với 15s cộng với 15s thì hết, đúng không ạ? 25 cộng với 6 thì 31. 31t bằng 93. 60 cộng 3, 3 thì bằng 93. Giữ nguyên phương trình thứ nhất, 15s cộng 25t bằng 60. Được chưa? Đến đây rồi thì hệ phương trình ta sẽ tương đương với, kem tính ra t, 93 chia 31, tức là t bằng 3. Kem thay t bằng 3 vào phương trình thứ hai, 15s cộng với 25 nhân với 3 bằng 60. 25 nhân với 3 thì bằng 75, 60 trừ đi 75 thì bằng âm 15. Âm 15 chia 15, như vậy s bằng âm 1. T bằng 3, s bằng âm 1. Thế các em thay t bằng 3, s bằng âm 1 vào đây để ta có hệ phương trình. Vậy thì ta có cái hệ phương trình như sau là x cộng y bằng âm 1, x trừ y bằng 3. Được chưa nào? Thế đến đây thì các em thấy hệ số của y là đối nhau, vậy cô cộng với luôn đấy. X cộng với x thì bằng 2x, y cộng với trừ y hết, trừ 1 cộng với 3 thì bằng 2. Giữ nguyên phương trình thứ hai. Được chưa? Thế đến đây thì cái hệ này nó sẽ tương đương với x bằng 2 chia 2, tức là x bằng 1, y y sẽ bằng x trừ đi 3. Như vậy x của chúng ta bằng 1, y sẽ bằng 1 trừ đi 3, tức là y bằng âm 2, giống với kết quả cách 1 em vừa làm. Đúng chưa nào? Vậy em kết luận lại. Vậy hệ có nghiệm duy nhất x bằng 1, y bằng trừ 2. Tiếp theo cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 31. Tìm giá trị của m để nghiệm của hệ phương trình cũng là nghiệm của cái phương trình 3mx trừ 5y bằng 2m cộng 1. Như vậy cách làm của bài 31 như sau. Đầu tiên các em sẽ phải tìm nghiệm của hệ phương trình, tức là các em sẽ tìm được cái cặp nghiệm xy của cái hệ phương trình đấy. Sau khi mà các em tìm được rồi thì các em sẽ thay xy, vì cái nghiệm của hệ cũng chính là nghiệm của phương trình. Vậy các em thay giá trị của xy vào phương trình chứa m thì lúc đấy chúng ta sẽ tìm ra được giá trị của m, đúng không ạ? Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập số 31 như sau.
cộng 1 chia 3 trừ đi y cộng 2 trên 4 bằng 2 thừa số x trừ y trên 5. X trừ 3 trên 4 trừ đi y trừ đi 3 chia 3 bằng 2y trừ x đứng một mình tức là trên 1. Vậy để giải, trước tiên thì chúng ta phải giải ra nghiệm của hệ này. Giải hệ thì cô sẽ đi quy đầu mẫu. Mẫu số chung của 4 cái này nó bằng 60. 60 như vậy con này nó phải nhân 20. Con này nhân 15. Con này nhân 12. Đúng không nào? Mẫu số chung của cái cụm này là 13, 12 thì đây sẽ bằng 3. Đây bằng 4 và cái này phải nhân với 12. Đấy, để chúng ta đi quy đầu mẫu. Quy đầu mẫu sau đấy chúng ta khử mẫu đi. Vậy chúng ta quy đầu mẫu đây thì nó sẽ là 20x cộng với 20 chia cho 60 này trừ đi 15y cộng với 30 chia 60 này. Cái này nhân với 12 thì sẽ bằng là 24x trừ đi 24y chia 60. Quy trình dưới của chúng ta nhân 3 thì ta có là 3x trừ đi 9 chia 12 trừ đi 4y trừ đi 12 chia 12 bằng 24y trừ đi 12x chia 12. Hệ chúng ta sẽ tương đương với, đến đây các em sẽ bỏ mẫu đi, mẫu chung rồi chúng ta bỏ hết đi. Vậy chúng ta sẽ có là 20x cộng với 20 trừ đi 15y trừ đi 30 bằng 24x trừ đi 24y. Phương trình thứ hai là 3x trừ đi 9 trừ đi 4y cộng 12 bằng 24y trừ đi 12x. Hệ phương trình ta sẽ tương đương với, kem chuyển phần hệ số sang một bên nhé. 20x trừ đi 24y trừ đi 24x đấy trừ 15y cộng với 24y thì bằng 20x này trừ đi 24x cộng 15y trừ 15y cộng 24y sẽ bằng 30 trừ 20. Phía dưới chúng ta cũng chuyển phần biến sang một bên, 3x cộng 12x trừ 4y trừ tiếp đi 24y bằng 9 trừ đi 12. Như vậy hệ chúng ta sẽ tương đương với âm 4x 24 trừ đi 15 cộng với 9y bằng 10. 15x cái này trừ đi 28y bằng âm 3. Thế thì đến đây
chúng ta sẽ đưa về cái mẫu của y này, hệ số của y sao cho đối nhau đúng không ạ? 54 nhá. 50 đây 54 không được nhỉ. Thế thì chúng ta sẽ đưa về hệ số của x đi. Hệ số của x 30 không nhớ cho 4. 60 đi. 60 thì cái này nó phải nhân với 15. Cái này thì em phải nhân với 4 để chúng ta đưa về hệ số của x đối nhau nhá. Như vậy ta sẽ tương đương với là nhân với 15 thì là âm 60x. 15 nhân 9. 15 nhân 9 bằng 135y. 15 nhân 10 bằng 150. Cái này 4 nhân với 15 là 60x. 28 nhân 4 âm 112 bằng âm 12. Đấy. Chúng ta sẽ nhân toàn bộ phương trình thứ nhất với 15, phương trình thứ hai với 4 để chúng ta đưa về cái hệ số x đối nhau. Sau khi đối nhau rồi thì em lấy phần hệ số cộng với nhau, đúng không nào? Em lấy hai vế của phương trình thì em cộng với nhau, 60x cộng với âm 60x, hai cái này hết. 135 em cộng với âm 112 thì nó sẽ bằng là 23y. 23y 150 cộng với âm 12 thì bằng là 138. Cô giữ nguyên cái phương trình thứ hai, tức là 60x trừ đi 112y bằng âm 12. Được chưa nào? Đến đây thì em lấy 138 chia cho 23, như vậy y chúng ta sẽ bằng 6. Y chúng ta bằng 6. Thế bây giờ để làm tiếp thì cô sẽ xóa cái phần bảng phía bên trái đi nhá. Bạn nào cần có thể dừng video lại một chút nào. Đây, cô xóa toàn bộ này đi. Vậy chúng ta sẽ có y bằng 6. 138 chia 23 bằng 6, thay vào phương trình 2 là 60x trừ đi 112 nhân 6 thì bằng âm 12. Vậy các em sẽ lấy âm 12 cộng với 112 nhân 6, rồi các em chia 60. Như vậy sẽ bằng 11, đúng không nào? Thay vào ta có y vẫn bằng 6 này, x bằng 11. Vậy nghiệm của hệ phương trình, nghiệm của hệ phương trình là x bằng 11, y bằng 6, đúng chưa? Và cái nghiệm này nó cũng là nghiệm của cái phương trình 3 mới trừ đi 5y bằng 20 cộng 1. Nên các em thay x bằng 11, y bằng 5 vào đây. Nên là ta có 3 mới nhân với 11 trừ đi 5 nhân với 6 thì bằng 20 cộng 1. Như vậy ta có là 33 mới trừ đi 30 bằng 20 cộng 1. Các em chuyển vế sang thì ta có 33m trừ đi 2m tức là bằng 31m. 1 cộng với 30 thì bằng 31. Đúng chưa? Vậy từ đây các em sẽ suy ra m sẽ bằng 31 chia 31 tức là m bằng 1. Chúng ta cùng kết luận lại. Vậy giá trị m cần tìm là m bằng 1. Vậy giá trị m cần tìm là m bằng 1. Trên đây là cô và các em đã vừa đi tiếp được một số các cái bài tập ở trong sách bài tập của bài giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số. Các em về làm tiếp cho cô nốt các bài tập còn lại nhá. Cô sẽ ra video tiếp theo để hướng dẫn em nốt các bài tập còn lại, đúng không nào?
Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng, và cô hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.